Xin chào các bạn, đây là cái video tuyệt vời mà chúng ta sẽ học với nhau sang bài số 4. Thực ra thì đây là lần quay thứ hai rồi, vì mình bị làm mất file gốc của cái phần quay thứ nhất. Thì bài này chúng ta sẽ học như các bài khác, chúng ta sẽ vào phần từ mới trước nhé. Chúng ta sẽ nhìn qua các đoạn hội thoại một chút, đúng không? Nhìn qua cho nó thoải mái đi, chúng ta sẽ vào phần từ mới trước. Từ mới chúng ta sẽ có rất là nhiều từ so với buổi trước, và là Lộc sẽ mở cho các bạn nghe một lượt, sau đó Lộc sẽ cùng với các bạn hiểu nghĩa và đọc nó. Sân xứ. Sân xứ nha, từ mới nha. Tiên thiên. Thiên. Zuo thiên. Xinh chi. Xinh chi y. Xinh chi ar. 星期三星期四星期五星期六星期天几二三四哪儿那儿 我回学校再见对不起没关系专名天安门 thì các bạn đã cùng nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem nghĩa của một số từ nhé. Nhất từ chinh thiên là hôm nay, là today. Từ thiên là đây, là ngày. Các bạn thấy là từ thiên là ngày, còn chinh thiên là today, là hôm nay. Rồi ta có chúa thiên là yesterday. Chinh thiên là hôm nay, chúa thiên sẽ là ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Sinh chi là cái tuần. Cái tuần thì nó dùng cái từ sinh chi là dùng cái tuần. Nó giống như ngày chúng ta dùng thiên. Thì có sinh si là tuần. Thì sinh si y là ngày thứ nhất, tức là thứ hai. Sinh si ơ là ơ là số 2 đúng không ạ? Tức là ngày số 2, nhưng mà nó lại là ngày thứ 3. Ngày thứ 3 như là ngày số 2, đúng không? Tương tự như vậy, ta có sinh si san là thứ 4, sinh si sự là thứ 5, sinh si ngũ. Ngũ là ngũ là số 5, nhưng mà lại phải là nó thành thứ 6 rồi. Đấy, sinh si niệu là thứ 7, và sinh là, và cuối cùng là sinh chi thiên là chủ nhật. Đấy. Chủ nhật là ngày của trời, nếu có dùng từ thiên. Từ thiên thì ra nó là ngày, đúng không? Thiên còn nghĩa là trời, đúng không? Nên là trời. Cho nên là Sunday chính là ngày chủ nhật. Nhưng mà đúng ra thì chủ nhật chính là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Nó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, nhưng mà ngày thứ nhất này là ngày Chúa Giêsu sống lại, cho nên là đã đổi thành ngày của trời, ngày của Chúa Giêsu. Thì cho nên là chung là cái văn hóa nó hơi khác một chút. Còn thấy là sinh chi y ngày thứ nhất, nhưng mà thực ra nó lại là thứ hai trong tuần lễ. Thế là một cười. Rồi chúng ta sẽ có từ chỉ. Chỉ là hỏi là bao nhiêu. Hỏi cũng có nghĩa là hỏi cái gì. Và hỏi số lượng là hỏi số lượng là mấy cái, bao nhiêu cái. Từ chỉ này. Thế tiếp theo đó từ two là o là số 2, không biết đâu. Từ sun là số 3, three. Sư là số 4, chính là bài hôm nay. Sư bài 4. Đây, thì sư cửa, đúng không ạ? Thì sư cửa bài 4 này, sư là 4. Thì sư cửa là bài 4. Rồi ta có từ lạ là ở đâu? Ở đâu? Từ la là ở đó. Từ của là tôi. Và cũng là của tôi luôn. Tôi và của tôi, sở hữu của tôi. Đều từng từ của. Từ huấy. Huấy này là đi trở lại, nó mang cái tính chất là trở lại, hối là quay lại, đi nhưng mà đi kiểu trở về. Hối. Từ xuế sao là trường học, xuế sao trường học và school nhá, trường học là xuế sao. Chai chiên là tạm biệt, chai chiên tạm biệt, chai chiên tạm biệt. Trước nữa mình sẽ chào các bạn nói chai chiên khi kết thúc video này. Tôi bù xì là sorry, là xin lỗi, hay là xin mạn phép, hay xin thứ lỗi, xin tha thứ, và dùng từ tuyên bố chỉ. Rồi mấy quan sĩ là don't mind, don't matter, hay on right, tức là
À, không có vấn đề gì đâu, đừng bận tâm, tất cả đều ổn mà, không sao cả. À, đừng nghĩ quá nhiều. À, từ mấy con gì nó như vậy, từ mấy con gì và từ tên một gì này thường đi cùng nhau. Ví dụ là tôi xin lỗi nhưng mà ta sẽ nói tôi một gì. Thì ta sẽ nói là không có gì, mấy con gì. Đúng không? Rồi cuối cùng là Thiên An Môn. Thiên An Môn là cái địa danh. Đúng không? Thiên An Môn, Thiên An Môn và Thiên An Môn là cái địa danh. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại tất cả từ mới này một lần nhé, rồi mình sẽ cho các bạn vào bài khóa cho nó dễ. Thứ hai, sinh từ. Ok, chúng ta cùng luyện đọc sinh từ nhé. Jin thiên. Jin thiên, đúng rồi. Thiên. Thiên là ngày. Jin thiên là hôm nay, thiên là ngày. Zuo thiên. Zuo thiên là ngày hôm qua. Xing chi. À, chính chi là chỉ tuần, hoặc là một tuần. Xing chi y. Xing chi y là thứ hai. Là thứ hai trong tuần lễ, như là ngày thứ nhất của tuần lễ. Đối với người Trung Quốc như vậy. Xing chi r. Xing chi r là thứ ba. Xing chi san. Xing chi san. Xing chi sư. Xing chi sư. Xing chi wu. Xing chi wu. Xing chi liu. Xing chi liu. 星期天, 星期天, 主任, 几, 几, 啊, 帮你用, 对吧? 二, 二, 嗨, 三, 三, 啊, 四八, 四, 四了bốn, 哪儿, 哪儿啦, 哪儿都, 那儿, 那儿啦, là ở đó, thì ta thấy là từ là và từ là này cách viết giống hệt nhau, nó gần như không khác nhau bao nhiêu, đúng không? Cái từ là này nó có cái ô vuông đằng trước, còn từ la thì không. Còn cách đọc thì còn cách đọc thì một cái là nào, cái là la thôi. Nhưng mà một cái thì hỏi ở đâu thì nó cái trả lời ở đó. Vậy không? Của là tôi và cũng là sở hữu của tôi luôn. Của ái nhỉ chẳng hạn, tôi yêu bạn này như thế. Huế. Huế là trở lại, quay trở về. Xuế xiao. Xuế xiao là trường học. Zài jiàn. Zài jiàn là tạm biệt. 对不起, 对不起, xin lỗi. 没关系, 没关系, là không có vấn đề gì. 专名, tên riêng. 天安门, 天安门 là thiên an môn, đơn giản vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái từ khóa, bài khóa này chút, đúng không? Sẽ cùng nhau lắng nghe qua rồi đọc cho các bạn hiểu cái bài khóa này. Rồi, nó lắng nghe qua thôi. 第四课, 第四课, bài số 4 này. 你去哪儿? 你去哪儿? Bà, mày đi đâu? 一. 课文. 一课文, nha. 一. 你去哪儿? À, bài khóa ta là 课文 này. 你去哪, là mày đi đâu. Đúng không? Chúng ta cùng nhau nghe nha. 今天星期几? 今天星期几? 今天星期二. 今天星期二. 你去哪儿? 你去哪儿? 我去天安门. 我去天安门. 你去不去? 你去不去? 不去. 不去. 我回学校. 我回学校. 再见. 谢谢. 再见. 谢谢. 二. 啊. 对不起. 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 没关系. 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 OK. Bài khóa ta khá là đơn giản. Thì mình sẽ chia sẻ cái phần đơn giản nhất ở đây. Đó chính là 对不起 và mấy con gì. Thì ta sẽ nhìn thấy là có một cô gái và một thằng bé. Thằng bé này mải thả diều nó nào cô gái này. Hai người đều là xin lỗi nhau, đều nói là tôi của chị và cũng đều nói là không có gì, mấy con gì, mọi việc bỏ qua. Ok. Đơn giản là vậy. Còn bài này sẽ khó hơn một chút. Nó sẽ đến là dài, nó không khó lắm đâu. Nó sẽ có từ chai chiên là tạm biệt thôi. Kết thúc câu chuyện tạm biệt. Thế nhưng bên trên này là cái gì đây? Ta sẽ có phần bên trên này là xin thiên xin chi chỉ. À, xin thiên xin chi chỉ, ta sẽ thấy nha. Sinh thiên là hôm nay, đúng không ạ? Sinh chi là tuần, đấy, chỉ là mấy, đúng không ạ? Đấy, ta nhìn vào bài khóa, ta nhìn vào đây, ta sẽ biết là bài khóa là hôm nay là ngày, đấy, đấy, hôm nay là ngày mấy, như vậy thôi. Sinh thiên, sinh chi chỉ, hôm nay là ngày mấy, sinh thiên là hôm nay, sinh chi là thể hiện cái tuần, cái ngày trong tuần, chỉ là hôm nay là ngày mấy trong tuần. Ví dụ ta muốn nói hôm nay là thứ hai, thì ta phải, thì trong tiếng Trung ta phải nhớ trả lời là hôm nay là ngày thứ nhất. Ví dụ vậy. Sinh thiên sinh chi ở đây nó ví dụ là sinh thiên sinh chi tức là
Hôm nay là ngày thứ hai trong tuần lễ, tức là ngày thứ ba. À, có hiểu chưa? Đây, Shinji O đấy, đây Shinji A thế nào? Đây, ta nhìn này, Shinji O là Tuesday, là thứ ba, đúng không? Các bạn nhớ vị trí như vậy. Tương tự như vậy, ta có thể trả lời Jin Tian Xin Chi San, Jin Tian Xin Chi Chu và Jin Tian Xin Chi Wu, Liễu Thiên, tùy các bạn. À, rồi, thì câu hỏi tiếp theo là Lễ Truy Nã, thì từ truy này là từ đi đâu đó, đúng không? Ta đã học từ buổi trước rồi. Ta học từ buổi trước là từ đi, nó đi, đi đâu đó, đi từ đến kia nào. À, là đi. Thì nể truy nã là mày đi đâu, đúng không? Nể truy nã, nể là mày hay là bạn hay là ông bà, à, chú bác hay là anh chị. À, nể truy nã là đi đâu đấy. À, thì người trả lời thì dùng cái từ của, đúng không? Của là tôi, vẫn là của tôi luôn, đúng không? Của là tôi, của truy Thiên An Mẫn là tôi đi Thiên An Môn. Thiên An Môn là cái hình trong ảnh đây. Thì mình chả biết là cái chùa hay là cái đền hay là cái gì, mình chỉ có thể nói cái miếu. À, mình chỉ biết là của truy Thiên An Mẫn tức là tôi đi Thiên An Môn, và lỉ truy phú truy, à, lỉ là bạn, à, bạn đi hay là không đi, phú là không, lỉ truy phú chi, à, lỉ truy phú chi, à, bạn đi hay là không đi, thì nó trả lời là phú truy không đi. Ủa Huế chế sao tôi phải quay lại trường học đây, tôi không đi tiếp được nữa. Mà ủa Huế chế sao, chúng ta thấy là từ truy là tiếp tục cả hành trình, còn từ Huế là quay đầu lại, đúng không? À, ủa truy Thiên An Mẫn con quay lại là lỉ khuấy xuế sao, thằng này nó quay lại, thì là hai người là mỗi người đi một hướng rồi, thằng đi tiên thằng đi xuống thì phải chai chiên tạm biệt. Đó, không có gì khó cả, đúng không? Ta sẽ nhớ từ khuấy và từ trụy. Thế thôi, còn bài khóa ta là ta học về từ mới này, Thiên An Mẫn này, Trinh Thiên, Thiên Chúa Thiên, đúng không? Và Sinh Chi, rồi ta thêm là Săn Sứ Vũ. Đấy, thế thôi, nhiên liệu có từ chỉ là mấy hay mấy, không có gì khó cho các bạn này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghe một lượt từ đến cuối, và chúng ta sẽ luyện đọc cùng nhau và kết thúc video ở đây nhé. Thứ tư cửa bài 4. Đi truy nã là mày đi đâu? Đi cơ vấn bài đọc. Đi truy nã. Đi truy nã. 今天星期几? 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 Hôm nay là ngày mấy? 今天星期二. 今天星期二, hôm nay là ngày thứ hai. Thế thứ hai thì mày làm cái gì, đúng không? 你去哪儿? 你去哪儿? Nhiệm vụ mày là đi đâu? 我去天安门. 你去不去? 我去天安门. 你去不去? Tôi đi Thiên An Môn, bạn có phải đi không? À, hay là bạn đi hay không đi? 不去. 不去, không đi. 我回学校. 我回学校, tôi phải quay lại trường học cơ. 再见. À, tạm biệt thôi. 再见. Ok. 二. 对不起. 对不起, hả? Xin lỗi. 对不起. 对不起. 没关系. 没关系, không có gì, đúng không? Thằng trẻ con nó lao vào, nó xin lỗi trước. Thì bà trả lời là không có gì, không sao cả. À, rồi, ta luyện lại từ mới lần nữa nhé. 二, 生词. 生词 này. 今天. 今天. 天. 天. 昨天. 昨天. 星期. 星期. 星期一. 星期一. 星期二. 星期二. 星期三, 星期三, 星期四, 星期四, 星期五, 星期五, 星期六, 星期六, 星期天, 星期天, 几, 几, 二, 二, 三, 三, 四, 四, 哪儿, 哪, 那儿, 那, 我回学校再见再见对不起没关系专名天安门 OK, bài này khá là dễ của chúng ta. Buổi sau chúng ta sẽ cũng giống như các bài khác, sẽ có phần luyện đọc. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở buổi sau. À, với những phần luyện đọc rất tuyệt vời này, mình sẽ có một chú ý đặc biệt dành cho các bạn trong cái bài này. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.